Hello, xin chào mọi người đã trở lại với channel của mình. Và mình là Ethan Nguyễn. Bữa nay mình sẽ vào chợ Châu để mua một bịch ốc hương về để mà hấp gừng xả muối xào bơ muối để mà làm món ăn nhậu, thử coi nó như thế nào nha các bạn. Nếu các bạn cảm thấy thích thì nhấn like, chia sẻ và đừng quên subscribe channel của mình. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, như các bạn cũng như mọi thường thì chúng ta sẽ có một con cá thì mình đã mua từ trước rồi nha các bạn. Cá này nó gọi là Paris fish, vảy của nó rất là nhiều nha. Ok, và sau khi mình đánh vảy xong đó nha các bạn thì mình sẽ cắt bỏ cái phần vây bơi của nó. Ok nha các bạn, và bây giờ mình sẽ chuẩn bị và làm con cá nha các bạn. Con cá này thì mình chỉ có làm sạch nó, chưa có cắt cái bụng của nó nha. Bây giờ mình sẽ cắt cái bụng của nó. Ok, thật sự nó không có gì hết nha các bạn, mình sẽ bỏ hết nha. Ok, và cá này nó là đông lạnh nha các bạn, mình không thể ăn sống nha. Tại vì nếu mà ăn sống thì con cá nó phải biết là tươi. Còn cái này là đông lạnh nha các bạn, mình không thể ăn sống. Mình sẽ chiên. Một bên chiên, một bên làm nước sốt chua ngọt nha các bạn. Ok, và mình sẽ phi lê một nửa và một nửa mình để đem chiên nha các bạn. Ok, và mình sẽ phi lê nó nha. Phi lê mấy bên này đi, trình cho nó hấp dẫn nè. Thì cái phi lê thì dễ lắm, các bạn chỉ cần đè cái thịt nó cắt theo, để con dao nó cắt thôi. Đây là một nửa nha các bạn. Nó đông lạnh nha, phần này là nó thành máu bầm rồi nha. Còn phần này thì mình sẽ đem chiên giòn hết từ đây xuống dưới đây luôn. Thì mình sẽ cắt phần dấu X, là dấu chữ S á. Khi mà chiên nó sẽ phồng lên, nó đẹp hơn nha các bạn. Mình sẽ lãng cái xương ngay khúc này nha các bạn. Đây nè. Và mình vẫn phải rửa rượu và muối nha các bạn, để cho nó không có mùi tanh nha. Rượu thì mình vẫn xài rượu vodka và muối. Là miếng cá đã làm sạch sẽ nha các bạn. Ok, con cá này thì mình sẽ chiên giòn luôn nha các bạn ơi. Mình sẽ làm hai kiểu khác nhau. Cá thì như mọi thường thì mình vẫn sẽ bỏ muối. Áo một lớp muối nhỏ nha các bạn. Các bạn có thể dùng bột chiên hay bất cứ bột gì cũng được nha. Trước khi bột thì mình sẽ cho một xíu tiêu vô. Đó. Rồi, mình sẽ áo một lớp bột lên nha. Mình cứ áo lên con cá luôn nha các bạn. Để một hồi mình làm cái nước sốt chua ngọt. Còn cái kia thì mình sẽ chấm sriracha nha các bạn.
Đừng quên là hai bên, một bên là không được nha. Tại mình cần nó chiên giòn á. Nhớ là bên trong luôn nha các bạn. Đó. Ok, và nhớ là trong xớ thịt luôn. Rồi, mình sẽ đem đi chiên thôi. Miệng của nó được không? Ok, đây là một cái thau ốc hương nha. Mình sẽ ăn chung với cá, nhưng mà một món hấp, một món xào bơ ớt nha các bạn. Ok, và đây là ốc hương nha các bạn. Mình sẽ hấp trước rồi mình mới xào bơ muối, và mình cho sẽ cho một muỗng muối. Ok, và rồi nha các bạn. Mình hấp sả muối xong, hấp cho nó ấy thôi. Thật sự ra mình con này nó đã chín chín sẵn rồi, dường như nó chín sẵn rồi nha các bạn. Và mình sẽ xào. Đây là cái chảo xào. Thế nha các bạn, mình đã bỏ ớt vô. Cho tí xíu muối vô. Thì cỡ chừng một muỗng cà phê muối. Mình sẽ cho bột ớt nha các bạn. Mình cho lộn cái bột kia. Dòm lại không phải là bột ớt. Và mình sẽ cho một xíu ớt. Và mình sẽ cho một tí xíu rượu vô nha các bạn. Rượu để cho nó thấm gia vị á. Cho một muỗng cà phê đường. Các bạn, mình sẽ làm cái nước sweet and sour sauce để bỏ lên con cá nha. Đây là dầu nha các bạn, mình sẽ bỏ dầu vô. Đây là nước sauce sweet and sour sauce nha các bạn. Ok, và mình sẽ để cho nó sôi. Sau đó mình sẽ cho một xíu ớt vô nha các bạn. Mình rất thích lạng ớt. Mình sẽ bỏ một miếng nước vô nha các bạn. Nếu thiếu một xíu mặn, mình sẽ cho nước tương vô nha các bạn. Rồi, xong là cái nước sauce của chúng ta đã xong rồi nha các bạn. Mình sẽ bỏ lên con cá thôi. Đây là việc nhẹ lương cao nha các bạn. Mình sẽ thử con cá chiên nha. Cá này mình chấm vô cái nước sriracha. Ngon quá các bạn ơi. Cái thịt nó đậm lắm nha. Nó thơm, vừa ăn lắm, mình nên vừa ăn lắm nha các bạn. Chấm cái này luôn. Ngon không thể tả luôn. Đây là con cá mà mình nói là nước sauce chua ngọt đó nha các bạn. Rất là thơm nha. Thịt con cá này phải nói là nó ngon lắm các bạn ơi. Cá gì thì cái thịt nó rất là dai các bạn. Hương. Mình xào bơ, ớt. Mình sẽ lựa một con mà nó có cái đây. 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 Ốc hương ngon quá các bạn ơi. Biết mà muốn cái giọt không? Ngon quá.
ngon quá các bạn ơi. Uống bia nha, bia cũng là stout nha các bạn. Oh, ngon quá, bữa nay món nào cũng ngon hết. Thật sự mình có miếng mà một cái miếng mắm gừng nữa nè, để mà ăn với lại con ốc luộc. Con ốc luộc nha các bạn, rất là vừa ăn, rất là ngon. Tất cả món này là đủ một bữa ăn tối cho một gia đình rất là chu đáo nha các bạn. Mình thiếu cơm thì mình nấu cơm thêm thôi, nhưng mình cảm thấy ăn như vậy á rất là hấp dẫn. Mình chấm điểm cái món này á là 9/10 cho tất cả những món này nha các bạn. Nếu như mà các bạn cảm thấy thiếu sót cái gì thì các bạn comment ở bên dưới cho mình biết. Nhưng con ốc thì rất là dai, mình vừa ăn. Cá thì rất là dai và thơm. Gia vị thì rất là vừa. Ok, và nếu như mà các bạn thích thì hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên subscribe channel của mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.